Chào các em, bạn cô vừa mới nhờ cô giải câu đố các em ạ. Đến câu cuối cùng rồi mà từ này hơi dài, tận 10 chữ cái. Hay là các em làm cùng cô luôn nhá. Yên tâm, chúng mình sẽ được cung cấp những gợi ý, không phải mò kim đáy bể đâu. Xem nào, gợi ý đầu tiên. It helps your writing to flow. Cái này sẽ giúp bài viết của các em trôi chảy hơn. Để bài viết trôi chảy hơn thì chúng mình cần ý tưởng logic này, cần chọn thì phù hợp này, rồi là từ ngữ cũng phải đúng chủ đề này. Trùng trùng quá. Xem tiếp gợi ý số 2 thế nào nhá. Gợi ý số 2 là một số ví dụ như từ and, however, but. Ồ, những từ này thường dùng để kết nối các ideas mà cô gọi là linking words. Nhưng mà từ này lại bao gồm hai từ mà cũng không đủ số chữ cái cơ nhỉ. Thôi, để chắc chắn hơn thì mình xem gợi ý cuối luôn nhá. Số 3 này, nó có chức năng liên kết hai từ hoặc hai câu với nhau. Đó, chuẩn rồi các em ơi, từ để kết nối liên kết này. Cơ mà ngoài từ linking words ra thì còn từ gì được ta? Kết nối, liên kết. À, cô nghĩ ra rồi, connect. Danh từ của nó sẽ là connectives, nghĩa là liên từ. Từ này có đúng 10 chữ cái rồi. Xem có phải là đáp án của mình không nhá. 1, 2, 3. Yes, từ cần tìm là connective. Cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay đấy các em ạ. Sau buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ nhớ, hiểu và áp dụng được một số liên từ có thể sử dụng trong một bài viết truyện đấy. Và để làm được điều này, cùng ngồi vạch ra chiến lược cho nhiệm vụ nhá. Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu về định nghĩa, xem liên từ là gì. Sau đó, cô sẽ đưa ra một số loại liên từ các em có thể dùng trong một bài viết truyện. Phần 3 sẽ là một bài quiz ngắn. Theo sau đó là phần luyện tập cho các em thực hành lý thuyết nhá. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tổng kết xem mình gặt hái được những gì trong ngày hôm nay. Kế hoạch như vậy là đã ổn rồi đấy. Nhớ theo dõi để không bị bỏ lại phía sau đoàn thám hiểm nha các em. Để sử dụng được liên từ thì trước hết chúng mình phải biết nó là cái gì đã. Ngay trong lúc giải đố phần đầu bài học thì các em cũng có thể thấy một số điều về connectives rồi. Thì liên từ ấy chính là một từ hoặc một nhóm từ có chức năng liên kết, kết nối hai từ hoặc hai cụm từ hoặc có thể là liên kết hai câu với nhau. Tùy vào cách phân loại thì có thể có nhiều loại liên từ khác nhau. Tuy nhiên, hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các em một số trong tổng thể rất nhiều loại liên từ có thể áp dụng trong bài viết truyện mô tả tranh. Phân loại này dựa trên mục đích sử dụng nhé. Thứ nhất là connectives of sequence, các liên từ để sắp xếp ý tưởng. Tiếp theo là connectives of contrast, liên từ thể hiện sự tương phản. Loại thứ ba là liên từ chỉ lý do và kết quả. Cuối cùng là liên từ dùng để bổ sung, connectives of addition. Và không để các em đợi lâu hơn nữa, chúng mình cùng đi vào tìm hiểu phân biệt các loại liên từ nhé. Loại đầu tiên, connectives of sequence. Ở đây là những từ chỉ thứ tự mà các sự việc diễn ra, dùng để sắp xếp các ý tưởng theo thứ tự, thời gian. Vì vậy, loại liên từ này rất phù hợp và hay được dùng trong picture story. Ví dụ, cô có từ firstly, đầu tiên. Sau thứ nhất thì sẽ có thứ hai nhỉ? Tương tự, nếu muốn nói đến sự việc thứ 3, 4, 5 thì chúng mình cũng dùng số thứ tự và thêm đuôi ly là được nhá. Nhưng mà nếu cứ dùng mãi một kiểu từ thì rất nhàm chán đúng không nào? Nên mình có thể dùng những từ nối khác để diễn tả về diễn biến câu chuyện như là next, tiếp theo là bla bla bla, hay là after that, nghĩa là sau đó thì. Các bạn có biết từ nào nữa không nhở? À, then, nghĩa tương tự nhá. Có bạn nhắc từ later này. Good job. Cô bổ sung thêm nhá. Mình có thể dùng before để nhấn mạnh một việc xảy ra trước một sự việc khác, hoặc ngược lại, after để nhấn mạnh sự việc xảy ra sau một sự việc khác. Từ này khác với cả từ after that nhá các em, đừng có nhầm lẫn nhá. Thế bây giờ cô muốn miêu tả một việc đột nhiên xảy ra thì như nào nhỉ? Thế nào cũng có bạn nhớ đến cách dùng từ when hôm trước học này. Nhưng mà đó là cách áp dụng thì tenses rồi. Hôm nay mình tập trung vào connectives nhá. Một từ hay được sử dụng đó là suddenly, đột nhiên, bỗng nhiên. Hoặc một cách diễn đạt khác của từ đó là all of the sudden. Rồi, sau khi kể hết câu chuyện, muốn kết thúc nó thì các em có thể dùng từ gì nhở? Từ này các em dùng nhiều lắm, nghĩ một chút là ra ngay thôi. Là gì nhở? Bingo, finally, cuối cùng thì. Hoặc là lastly và in the end.
Đó, sương sương thôi cũng đã có gần 15 từ cho các em lựa chọn rồi. Các từ ở trên này thì thường đứng ở đầu câu trước một mệnh đề. Chúng liên kết ý nghĩa câu trước và câu sau để các câu trong bài móc nối tốt hơn. Nhưng nhớ là khi viết truyện này, hãy sử dụng linh hoạt để tránh nhàm chán như cô vừa mới nói nhá. Và quan trọng là phải đúng trình tự xảy ra sự kiện. Mình không thể dùng in the end ở đầu bài rồi lại dùng firstly ở cuối được đúng không nào? Những từ này đã được học rất nhiều rồi nên là cô ôn lại như vậy nhá. Bây giờ thử làm một hoạt động nho nhỏ xem các em có vận dụng tốt vào một bài viết truyện không nào. Ở trên màn hình cô có hai câu chuyện. Nhiệm vụ của các em là hãy chọn đúng cách diễn đạt về thời gian, chính là connective sequence để hoàn thành hai câu chuyện nhá. Bài này các em sẽ làm trong 30 giây. Bắt đầu. The time is over, let's check together. Câu chuyện số 1 nhá. Câu đầu tiên giới thiệu về hoàn cảnh và nhân vật là bạn Mark quyết định làm bánh và sau đó lần lượt là các bước để thực hiện việc đó. Tổng quan của bài là như thế. Giờ làm từng câu này. Số 1 là bước đầu tiên nên chắc chắn phải chọn là first rồi. Number 2, suddenly or next. Chỗ này là bước tiếp theo thì phải là next rồi, không thể là suddenly được các em nhỉ. Và số 3, mình thấy câu the cake was ready. Vậy thì đây hẳn là bước cuối cùng trong quá trình làm bánh của bạn ấy rồi. Finally, right. Thế là xong một phần của hoạt động rồi, chuyển sang phần 2, dài hơn một chút nhá. Đây là câu chuyện khác với bạn Paula. Ngay câu đầu tiên chúng mình có một câu diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ là Paula đang khóc trên đường về nhà. Và đúng lúc đấy thì bạn ấy nhìn thấy một chú cún trên đường. Vậy số 1 mình có chọn là firstly được không nhỉ? Không đúng đúng nào các em, chỗ này phải chọn là suddenly. Bạn Paula đang khóc thì bỗng nhiên nhìn thấy một chú cún. Chú cún đang ngồi một mình và trông rất buồn. Paula liền gọi chú cún lại gần mình. Câu 2 đây rồi, chỗ này chưa phải phần kết nên mình không chọn finally được mà phải chọn là then. Tiếp theo dòng sự kiện mình sẽ chọn after that. Sau đó thì Sam đến. Number 4, từ cần chọn đứng đầu câu cuối cùng của bài kết thúc câu chuyện nên mình chọn lastly là hợp lý rồi. Cuối cùng thì tất cả đều vui và bạn Paula không còn khóc nữa các em nhở. Dễ đúng không nào? Tiếp đó, cô và các em sẽ cùng chuyển sang loại liên từ thứ hai, liên từ tương phản. Đúng như tên gọi của nó, các liên từ tương phản sẽ liên kết các mệnh đề trái ngược nhau hoặc khi mệnh đề kết quả xảy ra khác với điều kiện được mong đợi. Có rất nhiều liên từ có thể dùng cho mục đích này, nhưng bài học ngày hôm nay cô sẽ nhắc đến 3 từ thôi, đó là but, however và nevertheless. Ý nghĩa 3 từ này thì đều như cô nhắc ở bên trên là nhưng, tuy nhiên, cơ mà cách chúng xuất hiện trong một bài viết thì hơi khác một chút. Từ but thường sẽ đứng sau dấu phẩy trong một câu và sau nó là một mệnh đề trái ngược với mệnh đề trước đó. Các em hãy theo dõi ví dụ để thấy được điều này. Còn từ however sẽ đứng giữa cặp dấu chấm câu và dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu phẩy, hoặc giữa hai dấu phẩy. Tương tự như however, khi dùng nevertheless, chúng ta cũng có quy tắc dấu tương tự như vậy. Ok, sau đây cô có một ví dụ. Các em hãy đọc xem ví dụ này có vấn đề gì không nhá. Ví dụ này cô đưa từ but lên đầu. Nhưng các em xem câu này còn hợp lý về mặt ngữ nghĩa không này? Thử dịch ra xem nhá. Nhưng đứa trẻ không có tiền, nó muốn ăn KFC. Nghe đã thấy không ổn rồi, phía trước không hề đề cập đến việc gì, thế mà lại có mệnh đề tương phản với từ but ngay ở đầu câu. Không được dùng như thế nhá các em. Công thức bắt buộc là phải nêu một sự kiện gì đó, rồi mới dùng liên từ tương phản, sau đó mới là mệnh đề thể hiện sự trái ngược hoặc một kết quả không ngờ tới. Mới đi qua hai loại mà đã có khá khá những điều cần nhớ rồi, cố gắng để tiếp tục nhá các em. Loại số 3 chúng mình sẽ tìm hiểu sau đây là connectives of cause and effect. Liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Nghe tên thì chúng mình cũng biết ngay mục đích sử dụng các liên từ này rồi.
Trong loại này cô lại chia ra làm liên từ chỉ nguyên nhân lý do và liên từ chỉ kết quả. Liên từ chỉ nguyên nhân mà chúng mình sử dụng rất nhiều cả trong văn viết hay văn nói hàng ngày đó là từ because. Đúng rồi, ngoài ra còn có hai từ nữa là since và at. Cách dùng và ý nghĩa của ba từ này giống nhau nên các em có thể thay đổi ba từ cho bài viết đỡ bị lặp nhá. Có một cái hay nữa là các em có thể đặt ba liên từ chỉ nguyên nhân này ở đầu hoặc cuối câu đều được, nhưng nhớ là phải luôn gắn chúng với mệnh đề chỉ nguyên do. Cùng xem lại công thức nha các em. Trái ngược với liên từ chỉ nguyên do, các từ so và therefore sẽ gắn với mệnh đề chỉ kết quả. Và thông thường các em sẽ phải nêu ra nguyên do trước rồi mới đến liên từ và mệnh đề kết quả. Tuy nhiên về cách trình bày, từ therefore sẽ đứng giữa các cặp dấu như dấu chấm và dấu phẩy, hoặc chấm phẩy và phẩy, hoặc giữa hai dấu phẩy cũng được. Còn từ so đơn giản hơn rất là nhiều, chỉ cần đặt dấu phẩy khi kết thúc mệnh đề 1 rồi đến so là được. Ok, giờ thì cùng cô xem qua một vài ví dụ nha các em. Ví dụ thứ nhất là một mệnh đề chỉ kết quả và nguyên nhân. Vậy đứng trước lý do thì mình sẽ dùng liên từ because. Em nào để là since hoặc as cũng được nhá. Ví dụ thứ hai, thử suy nghĩ trong 5 giây xem nào các em. Trong hai câu này, mệnh đề số 2 là mệnh đề gì các em nhỉ? Yes, mệnh đề chỉ kết quả. Vậy, chỗ này mình có thể điền so hoặc therefore. Nhưng căn cứ vào dấu câu thì chúng mình chỉ điền được đáp án là therefore thôi nhỉ? Câu số 3 lại 5 giây cho các em nữa nhé. Rồi, câu này cũng tương tự như câu 2 thôi. Mệnh đề số 2 cũng chỉ kết quả của việc trước đó. Và lại nhìn vào dấu câu, các em hãy chọn từ so nhé. Bây giờ, cô muốn các em nhìn lại ba ví dụ. Có ai thấy rằng ở mỗi câu chỉ dùng đúng một liên từ thôi không? Nếu như trong tiếng Việt, chúng mình hoàn toàn có thể nói là bởi vì cô ấy không mang ví tiền, cho nên cô ấy không thể mua được thứ gì cả. Nhưng trong tiếng Anh, chúng mình sẽ không được nói là because she didn't bring her purse, therefore she couldn't buy anything. Tuyệt đối không dùng hai loại liên từ chỉ nguyên nhân và kết quả cùng lúc nhá. Đã dùng because hoặc since hoặc as thì không dùng so hoặc therefore và ngược lại. Hãy nhớ cách dùng, công thức và lưu ý quan trọng này mỗi khi sử dụng connectives of cause and effect nhá. And last but not least, cô và các em cùng nhau khám phá loại liên từ cuối cùng của ngày hôm nay, liên từ để bổ sung thông tin. Loại liên từ này các em cũng sử dụng rất nhiều với mục đích để thêm thông tin vào cho câu. Ở đây có một số liên từ nằm trong loại này như là and, và, also hay là to, nghĩa là cũng hoặc là cũng thế. Moreover, hơn nữa, các từ này rất quen thuộc. Nên các em hãy xem lại các ví dụ để nhớ lại cách dùng của các từ này nhé. Và đó là tất cả thông tin cần thiết về các loại liên từ các em có thể dùng trong một bài viết truyện. Sau đây cô có một bài quiz ngắn để test nhanh xem các em có nhớ gì sau phần lý thuyết khá là dài vừa rồi không này. Sau khi kiểm tra kết quả thì cô thấy đa số các em đã làm đúng hết rồi. Còn một số nhỏ thì vẫn còn sai ở một hai câu khác nhau thôi. Thế thì bây giờ chúng mình cùng thực hành thêm để vận dụng các loại liên từ này tốt hơn nhé. Bài tập thực hành số 1. Hãy điền từ nối phù hợp vào các câu bên dưới để hoàn thành câu. 30 giây cho bài tập này nhé. Đã xong chưa các em ơi? Chúng mình cũng chữa luôn nào. Câu số 1. Lisa đi mua sắm cả buổi sáng. Cô ấy không mua được cái gì cả.
À bình thường nếu mà đi cả buổi sáng như thế thì chắc chắn sẽ phải mua được khá khá đồ rồi. Thế mà ở đây về sau lại là she didn't buy anything, hoàn toàn ngược lại với dự đoán, cho nên mình có thể chọn từ however hoặc là but đều liên kết hai mệnh đề tương phản. Tuy nhiên, có bạn nào để ý có dấu chấm trước từ cần điền và sau đó là dấu phẩy không nhỉ? Vậy đáp án có thể chọn chỉ là từ however thôi nhỉ? Next sentence. Sau từ cần điền, chúng mình thấy câu It was his birthday là lý do cho hành động mua quà của người mẹ. So the answer is because, right? Number 3. Pierre has a dog. A goldfish. À, ở đây người viết muốn thêm a goldfish vào thông tin các con vật mà Peter sở hữu, cho nên từ nối dùng được ở đây là and mà thôi. Câu tiếp theo, chúng mình lại tìm từ nối hai câu với nhau. Hai mệnh đề này cũng chỉ những điều trái ngược, lại chỉ thấy dấu phẩy cho mệnh đề thứ nhất, phù hợp với cách dùng của từ but. Ok, chọn từ này luôn nha các em. The last one, Nick was hungry. Bạn Nick thấy đói và kết quả là bạn ấy đã tự làm một chiếc bánh kẹp để giải cứu cái dạ dày của mình. Và từ cuối cùng còn lại chính là liên từ đứng trước kết quả, result. Đây rồi, so nhá các em. Bài này dễ như ăn bánh ấy nhở? Thế thì sau đây mình chuyển sang một bài khó hơn một xíu xíu nha. Trong bài tập số 2 này, các em hãy sử dụng những từ có sẵn để kết nối các mệnh đề. Nhớ là phải giữ nguyên ý nghĩa đấy nhá. Bài này viết các câu cho nên là cũng hơi dài. Cô cho các em 1 phút nhá. Một phút đã trôi qua, em nào chưa viết xong hết 5 câu trả lời thì có thể dừng video này lại thêm một xíu và làm cho xong nhá. Còn em nào xong rồi thì tiếp tục chữa bài cùng cô nào. Ở câu thứ nhất, có tình huống là nhân vật tôi đang từ chối giúp đỡ ai đó và mệnh đề sau là lý do cho việc từ chối ấy. Thế thì mình sẽ đặt từ since ngay trước mệnh đề chỉ nguyên nhân thôi. Nhưng từ since trong ngoặc viết hoa nên là các em nhớ phải cho từ since lên đầu câu và mệnh đề chỉ nguyên do cũng phải đi theo từ since luôn nhá. Vậy chúng mình sẽ được đáp án là since I'm having a meeting, I can't help you right now. Câu số 2, dễ quá, từ and mình dùng quá nhiều rồi. Có ai làm như đáp án này không? À, nếu để như vậy thì không sai hoàn toàn. Tuy nhiên, các em có thể thấy câu này bị lặp cấu trúc she bought. Khi dùng từ and để bổ sung thông tin thì chúng mình nhớ hãy bỏ những từ đã nhắc ở câu trước đi để tránh tình trạng lặp từ này nhé. Cô sẽ để đáp án ở câu 2 này là She bought some food and vegetables. Tiếp theo câu số 3 nào. Mình cần sử dụng từ so để kết nối một mệnh đề chỉ nguyên nhân và mệnh đề chỉ kết quả. Thế thì đưa so lên trước mệnh đề chỉ kết quả thôi ha. Bởi vì trời đang mưa nên Mary không muốn đi ra ngoài. Number 4. Câu mới sau khi kết hợp hai câu còn lại sẽ là gì? Các em cùng nhìn lên màn hình nhá. Và lưu ý là hãy thêm dấu phẩy sau mệnh đề đầu tiên nhé các em. Câu cuối cùng mình có từ then để sử dụng. À, đây là một connective of sequence đúng không? Nên mình chỉ cần xác định hành động xảy ra trước và sau là xong. Dịch nghĩa từng câu thì các em thấy rõ là hành động mở tủ tìm đồ ăn xảy ra trước và phát hiện là nó trống không xảy ra sau đúng chưa? Thế thì mình thêm liên từ then vào giữa hai câu thôi. And done. Viết hơi nhiều nhưng mà không khó đâu các em nhỉ. Vẫn còn đủ sức để đi tiếp chứ các em. Em nào mà thấy hơi mệt thì dừng video này lại 5 giây, lấy sức tiếp tục nhá. Sau đây sẽ là bài tập thực hành số 3, tìm các liên từ được sử dụng trong bài viết truyện
Và làm thêm một bước là xác định đó là loại liên từ nào nha các em. Bài này chúng mình sẽ làm trong 45 giây nhá. 45 seconds for you. Go! Alright, time's up. Cô tin là các em đã đọc bài và tìm được hết các liên từ rồi đấy. Cùng nhìn lên màn hình và so sánh kết quả với cô nhá. Chà, bài viết không dài nhưng mà sử dụng khá là liên từ đấy các em nhở. Để xem các liên từ này thuộc loại từ nào nào. Đầu tiên, chúng mình có từ but. À, liên từ chỉ sự tương phản đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta có từ and, right? Mục đích là thêm thông tin ha. Câu tiếp này, người viết dùng từ so để diễn tả kết quả, một result. Liên từ số 4, finally, để chỉ ra đây là những diễn biến cuối cùng của câu chuyện rồi. And the last connective is because, để giải thích nguyên nhân vì sao bạn Alice lại thấy vui vẻ. So this is a connective of course. Ta-da! Và đó chính là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay rồi các em ơi. Vui không nào? Bây giờ cùng nhìn lại hành trình của buổi học ngày hôm nay nhá. Hôm nay chúng mình đã tìm hiểu liên từ là gì, một số loại liên từ mà chúng mình có thể dùng trong một picture story và đã được thực hành để ghi nhớ cách dùng của các liên từ đó. Và cô có một lời khen cho các em học sinh đã rất kiên trì, cố gắng, lắng nghe cũng như là làm bài tập rất xuất sắc và cẩn thận. You did a great job today, my students! Vẫn như những buổi trước, ở nhà các em hãy ôn bài thật cẩn thận này, tìm những bức tranh sẵn có rồi là áp dụng kiến thức về các liên từ trong bài ngày hôm nay để đặt các câu mô tả những bức tranh đó nhá. Việc này sẽ giúp các em rất nhiều trong việc kết nối những sự kiện khi viết một bài viết truyện đấy. Buổi học sau sẽ là một bài ôn tập để các em thể hiện xem mình có học kỹ bài không đấy nhá. Bây giờ cô phải chào tạm biệt các em rồi. Hẹn gặp lại các em vào bài học tới. See ya!